Em xin chào các bác, thì đây là một cái video mà test hàng trước khi mà đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Thì cái đơn hàng ở trong cái video này đó là một bác khách ở bên Ninh Thuận, thì bác ấy có chốt lấy ở bên em là một cái đầu chọn bài karaoke chuyên nghiệp đến từ thương hiệu là Smartcar. Và các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là bên em thì thiết bị âm thanh và đặc biệt là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài karaoke này thì bên em thì bán đầy đủ rất nhiều những cái hãng khác nhau, như ví dụ như hãng Việt KTV, Việt K, Okara, Smartcar, Halet đều có. Thì trong đó thì có thương hiệu Smartcar, thì các bác thấy mà quan sát thì là cái lượng hàng bán đi là mạnh nhất. Thì đây là một cái thương hiệu mà mới so với những cái hãng khác thì là một cái thương hiệu mới ra mắt thị trường. Nhưng mà cái sản phẩm này thứ nhất là nó ra sau, thành ra nó sẽ thừa hưởng những cái công nghệ của những cái sản phẩm đi trước. Và với cái sản phẩm này thì nó cộng thêm những cái công nghệ đời mới thì đưa ra một cái sản phẩm thì nó sẽ ưu việt. Và theo bên em đánh giá, theo kinh nghiệm của bên em đánh giá thì với cái thương hiệu Smartcar hiện tại thì là một cái sản phẩm mà đáng sử dụng nhất thị trường Việt Nam trong cái lĩnh vực mà những cái thiết bị mà đầu màn chọn bài karaoke. Và với cái thương hiệu Smartcar thì sẽ có rất nhiều những cái model khác nhau. Thì trong đó thì đây là cái model của cái đầu Smartcar 360. Và ngoài ra thì Smartcar còn có cung cấp những cái hệ thống mà đầu chọn bài, màn chọn bài hoặc là những cái hệ thống mà đầu liền màn. Thì đây là một cái đầu rời màn rời. Thì nhắc đến cái lĩnh vực karaoke thì xu hướng hiện đại bây giờ thì chắc chắn là những hệ thống đầu màn của chúng ta phải có cái tính năng mà karaoke online, có nghĩa là chúng ta sẽ hát trực tiếp ở trên mạng Internet. Thì khi mà lợi ích khi mà chúng ta hát ở trên mạng Internet ấy, thì với cái dữ liệu ở mạng đó là cái dữ liệu của thế giới, thành ra là cái dữ liệu bài hát nó rất là phong phú, khách hàng chọn bài hát nào cũng có, thì đấy là cái ưu thế khi mà chúng ta hát online. Và đặc biệt với Smartcar, cái thế mạnh lớn nhất đó là Smartcar chạy qua một cái server riêng với cái tốc độ truy xuất bài hát nó sẽ nhanh hơn. Và cái nữa là bài hát của Smartcar thì chạy qua một cái server, và cái máy server đấy thì có một cái đội ngũ nhân viên do người Việt Nam quản lý. Và những cái bài hát đó họ đã thông qua chọn lọc với chất lượng âm thanh hình ảnh là tốt nhất, và các bác chọn thì nó sẽ không có quảng cáo này, bài hát đồng đều về chất lượng và âm thanh hình ảnh, và đặc biệt là server riêng với tốc độ truy xuất dữ liệu rất là mượt mà. Và với cái Smartcar là cái thế mạnh tiếp theo, đó là cái đầu này thì nó sẽ lắp được với rất nhiều những cái màn hình cảm ứng của những cái hãng khác nhau. Ví dụ như là các bác đang sử dụng, như cụ thể là cái bác khách này, bác ấy mua cái đầu này nhưng mà nhà bác ấy đang sử dụng cái hãng BTE. Đấy, thì cái đầu của bác, đầu hãng BTE thì hiện giờ là chạy nó rất là chập chờn, rất là kém rồi, thì bác ấy mua cái đầu này để vào lắp vào với cái màn hình của hãng BTE. Đấy, thì ở đây em cũng đưa luôn cái màn hình của hãng BTE ra để mà lắp vào để thử cho khách hàng. Thì cái màn này thì bên em bán rất là nhiều, các bác, những hệ thống mà mới thì bên em liên tục có hàng. Bên cạnh đó thì bên em cũng có những cái chương trình mà những cái đầu cũ này, những cái hàng thanh lý hoặc là những cái màn cũ, những cái đồ thiết bị âm thanh cũ mới, vì bên em có cái chương trình là thu cũ đổi mới, thì các bác nào có nhu cầu mà mua mới, đổi mới, hoặc là các bác có nhu cầu là mua những cái hàng thanh lý thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Và với cái đầu này thì lắp với rất nhiều những cái màn hình cảm ứng khác nhau, thành ra là khi mà các bác nâng cấp thì các bác không cần quan tâm là chúng ta đang sử dụng cái màn của hãng gì. Đấy, thì cái đầu này nó sẽ lắp được với tất cả những cái màn của những hãng khác nhau. Thì đấy là, đó là một cái lợi thế từ khi mà trong cái quá trình mà sử dụng mà chúng ta bị hỏng cái màn, thì các bác có thể là mua bất kỳ một cái màn hình của hãng khác là các bác đều lắp được vào cái hãng Smartcar. Đấy là cái ưu thế tiếp theo. Và với cái ở phần phía sau của cái đầu này, thứ nhất là chúng ta sẽ có cái đường mạng Internet và chúng ta sẽ cắm dây mạng trực tiếp, hoặc là các bác có thể là bắt wifi. Và cái đường tín hiệu hình ảnh nó xuất ra đường hình ảnh HDMI là đường hình ảnh sắc nét nhất thế giới bây giờ. Và cái đường tiếng thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn về đường tiếng. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái đường tiếng phổ thông qua cái jack trắng đỏ là jack RCA, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng đường jack cao cấp hơn là đường cổng quang học, là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng, là cái đường tiếng là cao cấp nhất bây giờ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái đường số thứ ba, đó là cái đường đồng trục này các bác nhé, đường COSIA, đường đồng trục này. Đấy, thì có rất nhiều những cái tính năng đời mới ở trên cái hệ thống mà đầu này. Thì trong cái đầu này thì nó sẽ có minh mạch xử lý và nó sẽ có cái ổ cứng. Và cái đầu này, cái giá thành mà bên em đang bán thì nó tùy vào cái thời gian cũng như là cái ổ cứng ở bên trong mà các bác sẽ lựa chọn. Và cái khung giá như cái bác khách hôm nay lựa chọn là cái đầu 360 lắp ổ cứng là ổ cứng 4T.
Với cái khung giá mà em đưa ra tham khảo cho các bác là dưới 8 triệu 500 nghìn thì các bác lưu ý đặc biệt hộ em là do là em bán trong cái thời gian dài và giá thành của sản phẩm thì có thể là tăng hoặc là giảm theo thời gian. Và để có một cái giá ok nhất, giá chính xác nhất thì các bác sẽ ấn vào cái kênh YouTube, vào chương trình YouTube và các bác sẽ gõ cái kênh của bên em là Lương Âm Thanh hoặc là số điện thoại của bên em, sau đó các bác sẽ ấn đăng ký kênh cũng như là các bác sẽ xem ở cái phần bình luận của cái sản phẩm này thì các bác sẽ thấy là cái giá thành mà em sẽ update thường xuyên cái giá mới nhất, giá tốt nhất cho khách hàng. Và ở đây thì em cũng thử luôn là cái đầu này khi mà các bác lắp với bất kỳ một cái màn hình nào thì nó đều lên cái giao diện như này. Và không những là màn hình có dây mà các bác có thể là giao tiếp với những cái màn hình không dây hoặc là máy tính hoặc là điện thoại thì các bác đều sử dụng được, lấy cả điện thoại của các bác để điều khiển cái đầu này từ xa cũng rất là tiện. Thì rất nhiều những khách hàng mà sử dụng ở gia đình mà chúng ta chỉ cần mua cái đầu để thôi, và chúng ta sẽ sử dụng ngay cái điện thoại của chúng ta để chúng ta điều khiển cái đầu này. Thì lợi thế là khi mà chúng ta sử dụng cái đầu này để hát karaoke thì chúng ta hát karaoke nó chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Một số những cái bác mà đang hát karaoke ở gia đình ấy thì các bác thường là hát trực tiếp ở trên TV, thì hát ở trên TV thì nó có quảng cáo này, đang hát thì nó quảng cáo, xong là đang hát thì nó dừng hình đấy, xong là bài thì chất lượng thấp, bài chất lượng cao thì nó rất là bực mình. Thì khi đấy thì các bác muốn hát karaoke nó mượt mà hơn, nó chuyên nghiệp hơn thì các bác sẽ mua cái đầu này. Và ở gia đình thì chúng ta chỉ cần chọn bằng điện thoại thôi, không cần mua cái màn. Còn bác nào mà nhà rộng rãi hơn thì các bác mua thêm cái màn thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Và khi mà có màn thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như này. Thì trên cái giao diện này thì nó sẽ có ba cái mục chính. Cái mục karaoke này, nó ghi chữ karaoke này là những cái bài hát mà đã có sẵn ở bên trong cái ổ cứng để chứa dữ liệu rồi. Thì các bác chỉ việc cắm điện là chúng ta sẽ sử dụng ở cái mục karaoke. Và cái mục tiếp theo là cái mục online, là mục YouTube. Thì cái mục YouTube thì nó sẽ chia thành hai mảng. Thứ nhất là YouTube online và YouTube offline. Đấy, YouTube online là có nghĩa là nó sẽ hát trực tiếp ở trên mạng. Đấy là những cái bài hát mà chúng ta sẽ hát trực tiếp ở trên mạng. Thì những cái bài đấy, thì những cái bài mà YouTube online thì là cái chữ là những chữ bài hát nó là màu đen. Còn cái YouTube offline, cái YouTube offline là những cái bài hát mà đã có ở YouTube nhưng mà đã được tải về và lưu trữ ở bên trong ổ cứng thì nó sẽ xuất hiện là cái tên bài hát nó là chữ màu đỏ. Cụ thể đây các bác nhá, các bác thấy cái chữ màu đỏ này là những cái bài YouTube offline, là những cái bài hát mà có trên YouTube nhưng mà đã được tải về và lưu trữ ở bên trong ổ cứng. Tiếp đến là cũng ở cái phần YouTube này thì chúng ta lại có cái phần nữa là cái phần mà cái công tắc này là cái quan trọng này. Nếu mà chúng ta bật cái công tắc màu xanh này lên là chúng ta sẽ hát qua cái server của cái thương hiệu Smartcar, có nghĩa là qua cũng vẫn là cắm dây mạng nhưng mà chúng ta sẽ vào cái máy tính chủ, cái máy chủ của hãng Smartcar, và những cái bài hát mà tìm được là những cái bài hát mà chỉ dành riêng cho hát karaoke thôi, và nó đã thông qua chọn lọc với chất lượng âm thanh hình ảnh là tốt nhất và chạy mượt mà nhất. Còn các bác muốn mà sử dụng YouTube bình thường thì chúng ta sẽ tắt cái công tắc màu xanh này đi. Thì nó sẽ trở về cái chế độ YouTube bình thường giống với những cái thiết bị mà chạy YouTube thông thường như trên TV. Đấy, thì cái ưu việt đó là khi mà chúng ta bật cái công tắc màu xanh lên thì chúng ta sẽ được có cái chế độ là karaoke chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì nó sẽ có cái phần SoundCloud này là những cái bài hát mà được chọn lọc. Những cái bài hát mà chúng ta nghe nhạc ấy, chúng ta nghe nhạc là những cái bài gồm nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc lót top, là những cái bài hát mà hay nhất, chọn lọc nhất thì nó sẽ nằm ở trong cái mục này, là những cái bài hát là hay ở trên mạng. Thì khi mà khách hàng mà đối với những cái phòng hát karaoke chuyên nghiệp ấy, thì khi mà khách hàng vào nhận phòng thì thường người ta sẽ bật một số những cái bài nhạc sàn trước đấy, và sau khi mà trả phòng, trước khi mà trả phòng ra về thì người ta cũng bật một số những cái bài nhạc sàn, nhạc mạnh. Thì khi người đó người ta vào trong cái mục này, người ta sẽ tìm những cái bài hát mà hot, những cái bài hát hay thì rất là nhanh. Đấy thì em cũng chia sẻ như vậy. Và cái hệ thống này thì còn có thể là chọn bài bằng điện thoại. Ở đây thưa các bác thì em sẽ lấy ngay cái điện thoại di động này. Các bác bây giờ bác nào cũng có điện thoại di động và chúng ta sẽ sử dụng ngay cái điện thoại di động. Đấy, không cần màn hình hoặc là sử dụng giọng song hành với điện thoại di động hoặc là máy tính bảng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái này, chúng ta chọn bài. Các bác thấy em chọn bài và nó chạy này. Đấy, chọn bài. Đây em sẽ ấn dừng này, ấn chạy tiếp này, ấn chạy tiếp. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ thay vì chúng ta sử dụng màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ sử dụng ngay cái điện thoại, nó rất là tiện. Và trên điện thoại thì cũng có rất là nhiều cái tính năng hay, tua bài, lách bài, tăng giảm âm lượng, tăng giảm cái tông nhạc. Và có một cái này rất là hay này, các bác có thể là gửi chữ lên trên TV nhé. Ví dụ như đang sử dụng mà phòng hát đang sử dụng hoặc là gia đình đang sử dụng mà các bác muốn ghi có chúc mừng sinh nhật hoặc là trêu đùa ai đó, các bác ấn gửi lên, em vừa gửi một loạt chữ cái thì các bác thấy là nó sẽ có một cái chữ màu vàng kìa, cái đấy các bác ghi là chúc mừng sinh nhật hay là bạn hát có vui không hay là như nào đó, tùy các bác. Đấy, hoặc là các bác cũng có thể, đặc biệt là các bác có thể là gửi cái phần hình ảnh. Đây ví dụ em sẽ dùng cái điện thoại là em sẽ chụp một cái hình ảnh nhé. Đây ví dụ em sẽ chụp một cái hình ảnh là cái mic này chẳng hạn. Sau em đưa cái mic này lên trên TV thì các bác thấy là sẽ có hình ảnh chuyển trực tiếp luôn. Cái ô màu tròn tròn này này.
Đấy là cái hình ảnh mà chúng ta vừa chụp được, chúng ta đưa thẳng lên trên Navy. Đấy, rất là hay, mang cái tính ứng dụng rất là cao. Hoặc là các bác cũng có thể là giấy lấy cái dữ liệu ảnh ở bên trong cái điện thoại của chúng ta. Ví dụ đây em sẽ chọn một cái hình ảnh. Đấy, ví dụ như chọn cái hình ảnh cái điện thoại này chẳng hạn, đây em đưa lên chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ có ngay cái hình cái điện thoại đưa lên. Đấy thì mang cái tính ứng dụng rất là cao, rất là tiện. Đấy, công nghệ đời mới nhất bây giờ. Đấy, và ngoài những cái tính năng vừa rồi ra thì cái đầu này thì nó còn vô vàn những cái tính năng khác. Tại sao? Vì cái con này thì cái phần mềm của nó là chạy cái hệ điều hành là hệ điều hành Android, là một cái hệ điều hành mở mà một cái hệ hiệu điều hành mà lớn nhất thế giới bây giờ, thì người ta sử dụng nhiều nhất bây giờ. Và trên cái hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ có cài được rất rất nhiều những cái tác vụ. Ngoài cái tính năng karaoke chuyên nghiệp thì các bác có thể là xem TV này, xem chương trình truyền hình K+ này, xem phim 3D này, nghe nhạc lốt lét. Đặc biệt nhé, là chúng ta có thể là xem được phim 3D và nghe được cái nhạc lốt lét, là cái nhạc mà file gốc ở phòng thu âm của ca sĩ ấy. Thành ra là cái chất lượng âm thanh nó cực kỳ là xuất sắc, cực kỳ là tuyệt vời. Những các bác mà mê âm nhạc ấy, các bác thường là mua cái đầu CD, đầu đĩa CD hoặc là những cái đầu giải mã số ấy, rất là đắt tiền, để nghe cái nhạc lốt lét, là cái nhạc ở phòng thu của ca sĩ ấy, để mà được cái chất lượng âm thanh là chuẩn nhất. Thì ngay trên cái phần cứng của cái hệ thống mà Smart Car thì chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Thì đấy là cái tuyệt vời trên cái hệ thống này, làm được rất rất nhiều chuyện trong cái lĩnh vực mà nghe nhìn về âm thanh và hình ảnh. Thì em đã có những cái video giới thiệu cụ thể rồi, hướng dẫn cụ thể rồi và test cụ thể rồi. Thì trong cái video này giới thiệu sơ qua về tính năng thôi. Còn bác là quan tâm sâu hơn về cái sản phẩm này thì các bác sẽ ấn đăng ký kênh của bên em. Đấy, và sau đó thì xem những cái video bên em giới thiệu chi tiết về sản phẩm này. Đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm các bác nhé. Ở đây thì các bác thấy là bên trong thì có những cái mút cài rất là dày dặn và chắc chắn, thì khi mà gửi cho khách hàng ở xa thì cũng rất là an tâm. Phụ kiện kèm theo thì sẽ có cái dây jack ở bên trong cái hộp này này, và nó sẽ có một cái nguồn adapter. Cái đầu này thì nó chạy được thì nó chỉ sử dụng cái nguồn điện là 12V thôi, qua cái cục adapter này. Và cái cục adapter này là cục điện giải rộng, nó sẽ chạy điện áp từ đây ạ, 200 cho đến 240V, có nghĩa là điện áp của chúng ta mà thấp xuống tận 200V và cao đến 240V thì nó vẫn hoạt động bình thường, và nó sẽ xuất ra cái điện áp là 12V 3,3A. Đấy, cục nguồn automatic. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin dừng cái video tại đây. Và bên em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái hãng khác nhau, cũng như chủng loại model hàng khác nhau, giá thành khác nhau. Thì các bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683, để bên em có những cái tư vấn chuyên sâu hơn thì các bác. Cảm ơn các bác theo dõi video, và các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh của bên em các bác nhé. Cảm ơn các bác.